Chủ kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng nhập kho. Ngày 9 tháng 9, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Sơn Tùng, sinh năm 1984, trú tại phòng 2108, tòa S4 chung cư Season Avenue, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, dư luận bức xúc về Phan Sơn Tùng, chủ kênh YouTube Vì Việt Nam Thịnh Vượng liên tục công khai bày tỏ việc anh ta sẽ thành lập một tổ chức chính trị mang tên Đảng Việt Nam Thịnh Vượng thông qua việc đăng tải các bài viết để xin góp ý về cái gọi là cương lĩnh của Đảng, thảo luận về việc thành lập Đảng và quảng cáo bán mũ lưỡi chai in chữ Vì Việt Nam Thịnh Vượng. Lướt qua kênh YouTube của Sơn Tùng, thấy ăn theo sự kiện do các kênh phản động tung ra, bình phẩm bằng giọng điệu hoài nghi hoặc đề cập, tuy không có giọng lưỡi cực đoan như đám Ba Que, Dận Chủ, nhưng chính là kẻ tiếp tay lan truyền tung hứng một cách tinh vi cho thông tin bịa đặt, thiếu căn cứ, xuyên tạc từ các trang chống nhà nước. Đây là kết cục tất yếu cho kẻ vi phạm pháp luật thời gian dài. Chắc công an đã có cả rổ chứng cứ bằng âm thanh, hình ảnh nét căng.